Xin chào tất cả anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Ta Là Quan Lão Gia. Okay, thì đây là game có nhãn phát hành 100 độ. À không, đây là game có Trung Quốc, nhưng mà khi về Việt Nam thì được nhãn phát hành 100 độ. Phát hành. Đây thì tựa game này cũng khá là giống với các tựa game như là Ta Là Quan Lão Gia. À quên, đây là game này còn giống với game là Lão Gia Cát Tường, thank you.
lệnh chính vụ một lần. Tích lũy. Bây giờ mình sẽ để anh em có thể vượt hạn 3 đi một lần bảo lộn thì sẽ được mở hết hạn nhanh. Thì mình hồi đó thì mình cũng có chơi game này thì cũng đã vượt được hải 3. Thì mình chơi thời game mới ra lận, nhưng mà bây giờ mình đã quên mất tiêu tài khoản rồi nên là mình chơi lại từ đầu. Giờ game nhiều rồi, thay đổi quá mình cũng không có nhớ rõ nữa. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cheat code của game này và hướng dẫn em nhập cheat code. Em
tích để tham quan nhé. Thì tham quan càng cao thì mở ra càng nhiều tính năng. Cái này có khá là nhiều tính năng, nhưng mà mình mới chơi lại nên là nó chưa đủ quen để nó mở tính thêm tính năng đó. Ok, thì như vậy là đã xong. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Cảm ơn anh em đã xem video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye anh em.